Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra vào sáng nay cũng đã được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cơ sở. Tại điểm cầu Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ khối, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, thành viên ban chỉ đạo 35, bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cũng đã nghiêm túc tham gia học tập quán triệt nghị quyết. Thông qua đó, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ để sớm đưa nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống.